Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nam cấp 2, đêm và sáng trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nam cấp 2, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, có mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ.